Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn xóa phông làm bờ hữu cảnh bằng Photoshop và xóa phông làm bờ hữu cảnh bằng Bokeh High Plugin. Thì đây là cái stock mình sẽ làm hướng dẫn trong video ngày hôm nay. Và đây là anh sau khi chúng ta đã xử lý xong. Thì các bạn có thể thấy là cái hình này của chúng ta đã được xóa phông rất là mạnh ở những cái phần hữu cảnh. Ok, làm sao làm được như này? Đầu tiên chúng ta sẽ open mở cái file này vào trong Photoshop. Rồi sau khi mình mở vào trong Photoshop thì mình sẽ blend màu lại nó một tí bằng Extension VisualCam này. Thì các bạn nào không có Extension VisualCam này thì có thể tải và xem video hướng dẫn trong kênh channel của mình. Ok, mình blend bằng màu K2. Rồi mình giảm opacity một tí. Ok, mình sẽ gộp lớp nó lại bằng cách là chúng ta bấm Ctrl Shift E để gộp lớp lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm mờ hậu cảnh bằng cách là chúng ta cầm chân gì để nhân đôi cái lớp background này lên, hoặc là chúng ta kéo cái lớp background này thả vào trong cái biểu tượng này để chúng ta nhân đôi lớp background này lên. Ok, sau khi như vậy xong chúng ta phải filter, chọn vào blur, chọn vào land blur. Thì đây là cái giao diện làm việc chính của land blur. Các bạn có thể chọn vào Hexagon Gold để cái phông Sharpen này để các bạn chọn các cái kiểu làm mờ thì mình chọn Hexagon Gold. Và các bạn có thể tăng giảm cái radius này để cho nó tăng hoặc giảm cái hiệu ứng làm mờ. Thì ở đây mình để khoảng 37 đi. Sau khi như vậy xong thì chúng ta bấm vào OK để thực hiện. Rồi, chúng ta thử tắt mở để xem cái mức độ áp dụng cái hiệu ứng này. Sau khi như vậy xong thì chúng ta sẽ tiến hành lấy lại cái phần cô gái này bằng cách là chúng ta vào click vào cái biểu tượng layer mask này để tạo cho nó một layer mask. Chúng ta sử dụng công cụ brush. Màu foreground màu đen, màu background màu trắng. Opacity khoảng 45% và chúng ta bôi vào phần người này. Các bạn có thể dùng lớn lên. Đó. Chúng ta làm tỉ mỉ những cái phần giống như là cái phần dù này. Công du này. Rồi những cái vùng biên này các bạn làm càng kỹ thì cái hình của mình đỡ lỗi và nó sẽ rất là đẹp. Ví dụ khi mình bôi quá thì chúng ta có thể giả sử khi mình bôi quá như thế này thì nó sẽ làm hiền lại cái background sau này và nó không làm mờ nữa, thì chúng ta sẽ đổi lại cái màu trắng lên trên, màu đen xuống dưới và chúng ta bôi vào cái phần ngoài này, nó sẽ làm mờ trở lại. Ok, sau khi như vậy xong thì chúng ta click vào cái lớp layer này và chúng ta có thể tăng hoặc giảm cái mức độ ảnh hưởng của cái xóa phông này. Thì mình có thể để khoảng 75 phần đến 80%. Ok. Chúng ta tắt bật ống mắt là để xem xét là nó áp dụng như thế nào.
Thì đây là cái cách mà làm xóa phông bằng lens blur. Ok, mà mình sẽ tiếp tục làm một cái hướng dẫn cho các bạn sử dụng bằng bo cơ high fluid in. Mình sẽ lưu cái hình này lại đó nè. Chỉnh màu đi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt. Chúng ta tắt Photoshop đi. Đầu tiên các bạn sẽ tải ba cái file này về. Thì mình có để link download ở bên dưới video. Chúng ta click chuột phải và chọn extract file. Chọn vào OK để thực hiện. Rồi OK, chúng ta click vào. Các bạn click chuột phải vào cái phần Bokeh 2.0 này. Chúng ta chọn Rule Administrator để cho nó chạy bằng quyền admin. Chọn vào I agree, tức là tôi đồng ý. Chọn vào Next. Thì ở đây có selection cho Lightroom. Thì các bạn có thể click vào đây để cho nó add vào Lightroom hoặc là không. Thì mình không xử lý, không sử dụng trong Lightroom. Mình sẽ chọn vào Custom Install. Ở đây có Install cho bảng 32 bit và Install cho bảng 64 bit. Thì mình chọn vào Install 64 bit. Và chúng ta browse tìm đến cái thư mục cần cài đặt. Chọn vào ODC. Chọn vào Program File, chọn vào Adobe. Click vào Adobe Photoshop. Chúng ta click vào Fluid In và bấm OK để thực hiện. Thì nó sẽ có đường dẫn là Program File, Adobe, Photoshop CC, Fluid In. Chúng ta chọn Next. Rồi nó đã báo là Install Completed, tức là đã cài đặt hoàn thành. Chúng ta bấm Finish để thực hiện. Sau khi như vậy xong thì chúng ta quay trở lại với chúng ta quay trở lại ba một cài đặt này. Chúng ta copy file configuration này. Thì trong cái hướng dẫn này nó có bảo là sửa lại cái file configuration. Thì mình đã sửa lại cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần copy cái file này vào ghi đề vào thôi. Chúng ta copy vào ODC Program File Adobe Photoshop CC 2015. Chọn vào Fluid In và chúng ta tìm đến cái thư mục là Island Screen Bokeh 2. Click chuột phải và chúng ta chọn Patch. Chúng ta chọn Reality để ghi đề lên. Chọn vào Continue. Ok, bây giờ mình sẽ mở Photoshop lên. Mình mở cái hình hồi nãy để mình demo. Rồi tương tự chúng ta cần chân gì để những đôi lớp layer lên. Chúng ta vào filter, chọn vào Island Screen Bokeh 2 và chọn vào Bokeh. Thì hình như cái phần mềm này của mình đã được đăng ký rồi. Nếu như các bạn chưa được đăng ký thì các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn này. Đây, đây có cái hướng dẫn các bạn có thể làm theo hướng dẫn này. Là chúng ta mở Fluid In Island Screen và chúng ta mở thêm một cái keygen. Chúng ta chọn vào filter. Đó, click active. Đây, chúng ta sẽ mở đây, keygen này. Chúng ta mở keygen này lên. Thì trong cái game này mình sẽ chọn là Bokeh 2 này. Và ở đây có link code. Thì chúng ta copy cái link code này. Thả vào trong cái thư mục Island Screen Bokeh này. Ở cái mục active nha. Thì nó khi mình chưa
chưa đăng ký thì nó sẽ hiện lên cái mục Active. Chúng ta chọn Active và chúng ta điền vào. Sau khi điền vào thì nó sẽ hiện Install Lesson Code và chúng ta thả vào đây lại. Thì sau khi chúng ta thả vào đây thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta Serial Number. Và chúng ta copy ngược lại cái serial number này, thả vào lại trong cái Alice screen này. Ok, thì đây là cái giao diện làm việc chính của Alice screen Poker 2. Thì các bạn có thể sử dụng các cái kiểu radio này bằng cách giả sử khi ở đây có một số kiểu radio này. Mình có thể chọn vào xóa này, hoặc là thêm. Thì ở đây chưa có cái hiệu ứng này hết, chúng ta add đi cho nó một cái radio này. Thì các bạn có thể kéo chuột di chuyển vào cái vùng mà các bạn không áp dụng. Vào đây chúng ta có thể tăng hoặc giảm cái mức độ ảnh hưởng của cái bằng cái vòng tròn này. Chúng ta kéo thả. Trong trường hợp này như vậy mình thấy ok thì mình có thể áp dụng. Nếu như các bạn muốn xóa phông mạnh hơn thì chúng ta kéo cái phần poker mouse này. Xóa phông mịt mù luôn. Rồi, hoặc là zoom. Đây, khi mình kéo zoom này thì nó sẽ ra một cái hiệu ứng rất là lạ mắt. Đây, nó sẽ zoom từ trong này. Zoom từ trong đi ra ngoài vùng biên, hoặc là tăng cái hiệu ứng đó, các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp mắt. Thì trong trường hợp này mình không sử dụng zoom, mình sẽ sử dụng blur thôi, bằng cách là chúng ta tăng hoặc giảm cái này. Thì dưới này có một số cái thông số thì các bạn có thể kéo như này. Cái cream này thì chúng ta nên kéo lên 100% để cho nó mượt mà hơn. Ok, sau khi như vậy xong thì chúng ta bấm OK để thực hiện. Rồi nó sẽ tạo cho chúng ta như thế này. Thì chúng ta có thể tăng hoặc giảm opacity để giảm bớt cái hiệu ứng blur này, hoặc là tăng lên. Thì tùy cái mục đích của các bạn. Đó là cách hướng dẫn thứ nhất. Và mình sẽ xóa cái lớp này đi. Mình sẽ làm cách hướng dẫn thứ hai như sau. Mình vào filter, chọn vào Alice Screen Poker 2. Và mình không sử dụng cái vòng tròn này, bằng cách là mình tắt cái dấu nhân này đi. Mình cho nó mờ toàn bộ cái bức hình này luôn. Ok. Rồi, sau khi ok xong thì các bạn sẽ add đi cho nó một cái layer mask bằng cách là chúng ta click vào đây. Rồi, chúng ta sử dụng công cụ brush màu foreground màu đen và background màu trắng, và chúng ta bôi vào cái phần cô gái này giống như là hồi nãy phần đầu tiên mình đã hướng dẫn. Thì các bạn bôi càng kỹ thì nó càng đẹp và đỡ lỗi hơn. Rồi mình dùng lớn lên, tăng cái size nhỏ lại để lấy cái phần cán dù này. Ok, đối với những cái phần hai bên này mình tô quá thì mình sẽ đổi màu foreground màu trắng làm trên. Và chúng ta bôi bôi vào những cái vùng này. Để cho nó làm mờ. Ok, sau khi như vậy xong thì các bạn có thể tương tự là tăng giảm opacity để giảm cái mức độ áp dụng của cái hiệu ứng làm mờ này. Rồi, mình sẽ gộp lớp lại bằng Ctrl Shift E và chúng ta lưu lại. Ok, cái bài hướng dẫn
làm hậu cảnh bằng Photoshop của mình đến đây đã kết thúc. Thì mình ôn tập lại là mình sẽ làm mờ bằng Land Blur và làm mờ bằng Island Skinwalker. Nếu như các bạn thấy hay hữu ích thì các bạn có thể like, subscribe để đăng ký kênh YouTube của mình, để các bạn có thể theo dõi các cái video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.